Shop Chân Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay Đạt xin được giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà mình nghĩ là nó rất là vừa túi tiền với anh em luôn. Nó là một cái cây cần số ha. Một cây cần số này là cây cần số của Super nha anh em nha. Super Si Bóng. Đấy, thì phải nói là rất là đẹp luôn. Thì Super Si Bóng là như thế nào? Thì đây, thì cái cây Super cần số Super anh em thì cái đời cao thì nó sẽ có hai cái đầu này là hai cái đầu bằng này, nhìn thấy không? Hai cái đầu này sẽ bằng trang luôn. Đấy. Tuy nhiên là cái dòng Super bình thường thì nó sẽ là cái lớp si mờ, cái lớp si trắng thôi anh em. Thì cái lớp si đấy thì anh em sẽ rất là chê, nhiều anh em xài rồi anh em chê lắm. Tại vì sao? Tại vì cái lớp si nước si đó thì nó sẽ rất là mờ và nó sẽ bị một cái tình trạng là anh em xài lâu nó sẽ đen xuống, nó sậm màu xuống và đen xét lại. Còn cái này thì nó là si bóng chrome. Đấy, si bóng chrome. Thì cái cây này thực chất ra là nó là cái dòng cần số này là xuất khẩu nha anh em nha. Nó là xuất khẩu qua bên các cái nước Indo hay là Thái Lan á, để mà nó phù hợp cho các cái dòng xe như là Rim 99 thì nó sẽ có cái cây y như vậy luôn. Đấy. Còn là cái dòng Super phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có cái cây này. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó sẽ đã rất đặc biệt luôn, em thấy không? Hai cái đầu nó là si bóng ha. Đó. Và cái thân nó cũng si bóng luôn. Hai cái đầu bằng trang này. Rất là đẹp. Đây, cho anh em có cái bịch của nó này. Cái bịch của nó là một cái bịch Honda. Tem thì cũng là tem Việt thôi. KFM cần xanh số số lượng 1. Đấy. Rất là nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề cái chữ QT. Thì mình sẽ lấy anh em coi luôn một cái bịch Thái ha. Cái chữ đó là cái chữ gì? Rất là nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề đấy. Đây anh em. Thì đây là một cái mặt nạ Dream Thái này. Một mặt nạ Dream Thái nó sẽ có cái chữ QT ở đây. Thì hôm qua có một anh khách nhắn cho mình gọi cho mình hỏi chứ của Đạt ơi xem gửi hàng loại 1 cho anh. Nói tại sao là hàng loại 1 anh? Em bán đồ gì mà. Thì nói là ủa sao đây có chữ QT1 nè, anh tưởng đây là hàng loại 1. Thì thực ra đây là một cái tem Thái này, đây là một cái tem Việt này. Thì khi mà cái tem Việt nó dịch ra cái chữ QT này là một cái nha, là số lượng. Đây, anh em thấy không? Đó. Số lượng nha anh em nha. Cho anh em là chưa biết. À, để anh em yên tâm chứ không có phải nghĩ là cái chữ QT đấy nó là cái hàng loại gì ha. Là cần sai số này là nó sẽ còn ở trong bịch nguyên đai nguyên kiện cho anh em luôn, anh em mua là nó sẽ còn trong bịch như vậy nha. Đây. Thì cây này anh em sẽ thấy nó được bóng phủ bóng từ đầu cho tới đuôi luôn. Đây. Không có một chỗ nào mà si mờ hết hoặc là si đen hết nha, bóng từ đầu xuống dưới luôn. Đây, kể cả cái chỗ này nó cũng bóng luôn này, nhìn thấy không? Đây. Rất là bóng luôn em, thật sự rất là bóng, soi gương thoải mái luôn, tại tay mình nó cầm nhìn hơi ra mồ hôi, nhìn hơi không được bóng lắm đâu chứ nó rất bóng luôn. Gài rất là đẹp nha, gài rất đẹp luôn, nhìn rất là tuyệt vời. Thì theo anh em nghĩ cái cây này bao nhiêu tiền? Cây này anh em mua được bao nhiêu tiền? Cây này ở ngoài thị trường giá là không dưới 500.000 nha anh em nha. Nhưng bên Đạt thì do là nhập được cái nguồn hàng cực tốt luôn. Và bao anh em đúng chuẩn zin nha, ba anh em chuẩn zin, giá của nó sẽ là 200.000 một cây, rất là rẻ luôn. Thì mình nghĩ cái cây này nó rất là phù hợp với các anh em chúng ta sử dụng các dòng xe như Rimway rồi là toàn gắn được hết nha. Đó. Anh em chúng ta mua gắn quay alpha, rim Thái, quay Thái, Super là đều gắn được hết. Nếu như mà anh em chúng ta không thích cái dòng đời đầu là nó sẽ có một đầu cao su, một đầu đạp sau như vậy, mà anh em thích hai đầu bằng như vậy thì anh em cũng có thể chơi cái cây này vô nha. Nó rất là dài nha, nó rất là dài và rất là đẹp nha. Đây lỗ ốc của nó đây, anh em nhìn là anh em thấy rất là mê luôn, anh em không phải nghĩ đâu. Đó. Rất đẹp ha. Đấy. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ mình nha, 200.000 một cây. Số điện thoại cũng như địa chỉ của mình có phía dưới, anh em có nhu cầu liên hệ với mình nha, đặt hàng ship toàn quốc cho anh em nha, ship code luôn. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và tất cả quý anh em.